Xin kính chào quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là thứ ba, ngày 31 tháng 5 năm 2022. Thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận cho quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giá thanh long thì hàng ngày, hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác, anh chị nào có khách xem kênh có quan tâm đến giá thanh long hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách giá ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì tình hình giá thanh long ruột trắng trong một vài ngày trở lại đây thì đang tăng và đang ổn định ở mức giá cũng khá là cao nha quý bà con. Do hiện nay thì lượng thanh long ruột trắng, lượng thanh long tới lứa, lượng thanh long đang thu hoạch thì không còn nhiều. Còn tình hình giá thanh long ruột đỏ hôm nay thì cũng không có biến động gì nhiều so với ngày hôm qua. Thì cụ thể là tình hình giá thanh long ruột đỏ hôm nay ở khu vực miền Tây thì loại 1 đang có mức giá đồng từ 18.000 đến 20.000 đồng ký, loại 2 thì đang có mức giá đồng từ 13.000 đến 15.000 đồng ký, loại 3 thì đang có mức giá đồng từ 7.000 đến 10.000 đồng ký. Hàng giả hiện nay thì đang có mức giá đồng từ 4.000 đến 5.000 đồng ký, tùy theo từng khu vực, tùy theo từng lượt vựa, tùy theo từng thương lái mà giá có thể chênh lệch lên xuống từ 1.000 đến 2.000 đồng ký. Đây là giá tại vựa nha quý bà con. Và mặc dù tình hình giá thanh long ruột đỏ loại 1 đang ở mức giá rất là cao, nhưng thực sự là bà con nông dân mình hiện nay thì cũng không có bán được loại 1 là bao nhiêu, chỉ đa số là bán loại 2 và loại 3 vì thanh long hiện nay thì cũng đang rất là xấu. Còn tình hình giá thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây thì thương lái đang mua xô mức giá động từ 17.000 đến 20.000 đồng ký nha quý bà con, giá rất là cao. Còn tình hình giá thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực Bình Thuận thì tiếp tục tăng so với những ngày trước. Cụ thể là bò đẹp đang có mức giá là 20, 21, 22, bò sàng thì đang có mức giá đồng từ 18, 19, 20, hàng VIP hiện nay thì đang có mức giá đồng từ 23.000 đồng ký, hàng giả hiện nay thì đang có mức giá đồng từ 7.000 đến 8.000 đồng ký nha quý bà con, giá rất là cao. Còn tình hình giá thanh long ruột đỏ hôm nay ở khu vực Bình Thuận thì loại 1 đang có mức giá đồng từ 14.000 đến 16.000 đồng ký, loại 2 thì đang có mức giá đồng từ 9.000 đến 11.000 đồng ký, loại 3 đang có mức giá đồng từ 5.000 đến 6.000 đồng ký. Hàng giả hiện nay đang có mức giá đồng từ 3.000 đến 4.000 đồng ký, tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái mà giá có thể chênh lệch lên xuống từ 1 đến 2 đồng ký tùy theo từng khu vực khác nhau. Hy vọng là trong một vài ngày tới thì tình hình giá thanh long ruột đỏ có thể tiếp tục tăng so với tình hình thanh long ruột trắng để cho quý bà con nông dân mình có thể yên tâm